Tại miền Trung Việt Nam có một địa điểm được UNESCO chọn là di sản văn hóa thế giới. Thánh địa Mỹ Sơn là bằng chứng duy nhất của một nền văn minh châu Á đã biến mất, đó là nền văn minh Champa, một nền văn minh cổ đại từng tồn tại ở miền Trung từ cuối thế kỷ thứ 2 đến đầu thế kỷ 19. Trong quá khứ, nơi đây là thánh địa Ấn Độ giáo của vương quốc Champa. Mỗi vị vua sau khi lên ngôi đều đến Mỹ Sơn làm lễ thánh tẩy, dân cúng lễ vật và xây dựng đền thờ. Ngoài ra, Mỹ Sơn còn là trung tâm văn hóa tín ngưỡng của các triều đại Champa, đồng thời là nơi chôn cất của các vị vua, thầy tu quyền lực. Thánh địa Mỹ Sơn được xây dựng trong một thung lũng màu mỡ gần đầu nguồn sông Thu Bồn. Các ngôi đền được xây dựng bằng gạch đỏ với nhiều tầng riêng biệt, được trang trí với những bức tượng phù điêu bằng sa thạch. Các bức tượng thể hiện hình tượng các vị thần và nữ thần đạo Hindu, vũ nữ Apsara, động vật và các vị vua chăm. Các họa tiết trang trí phổ biến như ngọn lửa, hoa sen, cây cối, thần rắn Naga, thần thời gian Kala, tất cả đều mang dấu ấn của đạo Hindu. Các ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 14 sau công nguyên dưới triều đại vua Haravarman. Nằm ẩn mình trong một thung lũng bao quanh bởi núi đồi trùng điệp, nên đến thăm các cụm tháp ở Mỹ Sơn, bạn sẽ len lỏi trong những con đường nhỏ giữa rừng cây và con suối nhỏ khe thẻ chảy dưới vòng cây ở thánh địa Mỹ Sơn. Con suối khởi đầu từ đỉnh núi Chúa, chảy uốn lượn quanh các dãy núi thuộc thung lũng Mỹ Sơn, cắt qua các khu tháp và điểm cuối hòa vào đập Thạch Bàn. Đến thánh địa Mỹ Sơn, bạn sẽ được thưởng thức điệu múa trong tiếng trống Baranung, tiếng kèn Saranai và khung cảnh huyền diệu của các cụ công với điệu múa Apsara trên sân khấu. Điệu múa Apsara của người Chăm được ví von như điệu múa của các nàng tiên phục vụ các vị thần với những động tác chậm rãi, dịu dàng và duyên dáng.